Chiều qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, lực lượng tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã phát hiện một đối tượng có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông và tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào thời điểm trên, Đoàn Hà Phúc, 22 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, chở theo Kim Ngọc Nhất, 23 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát Giao thông phát hiện Nhất có biểu hiện bất minh nên tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện trên người Nhất một gói lớn ma túy chứa thuốc lắc và ketamin. Nhất khai nhận đã lấy số ma túy trên từ một thanh niên không rõ lai lịch về cùng nhóm bạn sử dụng. Thử test nhanh, cả Phúc và Nhất đều dương tính với chất ma túy. Cùng thời gian này, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã phát hiện Nguyễn Minh Tuấn, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, vi phạm an toàn giao thông. Phối hợp với công an phường Khuê Trung thử test, các lực lượng phát hiện Tuấn dương tính với chất ma túy.